Con thường hay thấy các suy nghĩ mang tính ngã mạn xuất hiện nhanh như chớp trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, không nằm trong sự tác ý. Đó có được xem là tâm quả bất thiện chỗ không? Nếu vậy thì có thể do các duyên gì mà ngã mạn sinh khởi, và có lộ trình thực hành thế nào trong đời sống hàng ngày để cắt giảm các nhân duyên này một cách hiệu quả? Thứ nhất là sư không có thần thông để đọc được tâm của quý vị, để mình có thể phân tích và biết được nó có phải là cái tâm quả bất thiện hay không. Bởi vì tâm nó rất là nhanh, tâm nó rất là nhanh, mình rất là khó nhận biết. Nhưng mà như thế này, giống như khi mà mình đeo một cái kính râm nhé, một kính râm mà nó cái tròng kính nó là màu đen, thì mình nhìn cái gì nó cũng khoác lên một cái tầng màu đen hết. Nếu như cái kính râm đó nó màu vàng thì mình nhìn cái gì nó cũng khoác lên một cái tầng màu vàng. Chúng sanh phàm phu khoác lên một cái lăng kính tà kiến, tức là cái thân kiến. Mà chính bởi vì thân kiến, thành ra chúng sanh nhìn cái gì, nghĩ cái gì, tiếp xúc cái gì, nó cũng không thoát được cái lăng kính thân kiến. Mà chính bởi vì dưới cái lăng kính thân kiến, mình mới thấy mình là quan trọng. Mình mới có cái tôi và cái của tôi. Lúc nào mình cũng thấy là mình là cái gì đó nó quan trọng, nó giỏi, nó hay, nó hơn người khác. Bởi vì mình chưa thoát được cái thân kiến. Muốn thoát được thân kiến thì phải đến cái bậc tu đạo quần. Như ở trong chú giải Pháp Cú mà cái buổi học vừa rồi sư có nhắc đến, ngài Xá Lợi Phất ngài nói khi mà mình chưa có thực hành một cách thuần thục sự quán xét cái thân này là cái gì nha, chưa thuần thục quán xét cái sự vô ngã, để mà mình còn thấy cái ta và cái của ta nó là quan trọng, thì mình cần phải thực hành nhiều hơn. Mà chính bởi vì mình thấy cái ngã, tức là mình thấy mình là quan trọng, mình là một cái gì đó, cho nên nó mới sanh ra cái sự ngã mạn nha, mới có sự so sánh giữa mình và người đấy. Và theo lời hướng dẫn của ngài Xá Lợi Phất ấy, thì mình phải làm cái gì để mà mình vượt qua những cái này? Đó là mình phải liên tục thực hành những cái pháp suy tư. Thứ nhất là mình suy tư, mình phải ráng, giống như là đất này, đất ấy, người ta có đổ chất bẩn lên nó, hay là người ta có đổ dầu thơm lên nó, người ta có mắng chửi nó, hay người ta có quỳ bái nó, thì nó cũng vậy thôi, đất không có phản ứng nha. Rồi như nước, tức là mình có đổ rác xuống dưới đó, hay là mình có đổ vàng đổ bạc xuống dưới nó, thì nước nó cũng vậy thôi. Nước không vì cái chuyện mình mắng chửi nó hay là mình lễ bái nó mà nó cư xử với mình khác đi. Mình phải tập nha, tập cái hạnh của đất, tập cái hạnh của nước, rồi tập cái hạnh của gió, tức là gì, đi đâu thì nó cũng không vướng bận nha. Gió có thổi chỗ nào nó cũng không vương lại một chỗ, thì mình cũng vậy đó. Tập mình không có vướng, không có kẹt, không có ở hoài một cái chỗ nào đấy. Rồi mình phải quán cái thân này nha, như là những cái thứ phế phẩm, như những thứ vứt đi. Ví dụ như mình quán xem xét mình như là một cái con bò bị cưa sừng, thì nó không có cái gì để mà mình phải sừng sộ với người ta. Người ta có công kích mình cũng không hề có một cái vũ khí, không hề có một cái
bất kỳ một cái gì để mình có thể chống lại. Có nhiều người đó, họ nhẫn nhịn được chỉ bởi vì họ ở cái thế thua người ta thôi. Tại vì mình chỉ cần mình chống lại, mình mất rất là nhiều thứ, mất tự do, mất tiền bạc, mất sức khỏe, thậm chí là mất mạng. Chính bởi vì như vậy họ có thể nhịn được những cái khó nhịn. Thì khi mà mình thấy mình không là cái gì hết, thì mình cũng có thể nhẫn nhịn rất là giỏi. Hoặc là mình sẽ thấy mình giống như là một cái bãi chất thải, có nơi nói giống như một đống phân. Mà khi mình thấy là một cái đồ bỏ đi, một cái thứ vứt đi, thì mình không là cái gì hết, mình không là cái gì hết để mà mình thấy mình hơn người khác. Thì người ta có như thế nào thì nó cũng không dính dáng gì tới mình. Thì đó là cái phương pháp mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài hướng dẫn để mình triệt tiêu cái sự ngã mạn, để mình thấy mình là cái gì đó quan trọng. Thì phải thực hành thôi, chứ còn bây giờ mình chỉ nói suông thì làm sao được.